Xin chào các em, lại là chị đây. Chị đố các em biết trên tay chị đang cầm nhân vật nào vậy? Đây không phải một chú rùa bình thường đâu, mà chính là ninja rùa nổi tiếng với sức mạnh vô song đó. Giờ thì chúng ta cùng vẽ lại nhân vật đặc biệt này nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên, chị vẽ một đường cong. Thêm một đường cong lớn hơn nối hai đầu. Từ hai đầu đường cong ban đầu, chị vẽ hai đường cong xuống. Và cũng vẽ một đường cong nối hai đầu này lại. Sao cho đường vừa vẽ song song với đường ban đầu. Phía đường dưới này chị vẽ một đường cong đối xứng với phía trên. Ở giữa hai đường thẳng song song, chị vẽ hai con mắt như thế này. Phía dưới thì chị sẽ vẽ một chiếc miệng. Trông có vẻ đắc ý các em nhỉ? Bây giờ thì chị sẽ vẽ hai đường uốn lượn lên phía trên. Rồi nối xuống như thế này, làm chiếc khăn che mắt quen thuộc của ninja rùa. Dưới đầu chị vẽ hai đường thẳng xuống. Một đường kẻ cắt ngang. Thêm một đường song song phía dưới làm thắt lưng. Giữa thân chị vẽ những đường kẻ như thế này. Dưới thắt lưng chị vẽ một đường cong. Thêm một đường thẳng ở giữa. Bên trái chị sẽ vẽ một chiếc chân. Và một chiếc chân còn lại phía bên phải như thế này. Tiếp theo chị vẽ hai đường cong ra ở hai bên vai. Rồi nối vào thân làm hai cánh tay. Mỗi bên tay chị vẽ hai đường thẳng song song. Dưới hai tay chị sẽ vẽ hai thanh kiếm đơn giản như thế này. Cuối cùng là một đường cong từ hai bên nách xuống thân làm mai rùa. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nào.
Thế là bức vẽ một ninja rùa dũng mãnh đã được chị hoàn thành rồi các em ơi. Chỉ cần tập trung một chút là chị tin các em có thể vẽ được thôi. Cảm ơn các em thời gian qua luôn đồng hành và ủng hộ kênh Bum Bum TV nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau.